Con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Còn giấu bạn ấy trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình thấy đứng đứa này trong đứa nọ. Trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Em nói là không có cần cưới nữa. Mẹ la, mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả? Đã cưới là phải xác định. Dạ, mình lần đầu tiên thì cũng là không thích nhau. Tại lúc đó em có bạn gái rồi. Rồi lúc đó là khách đang đông thì mình lấy nhanh cho khách cái muỗng, nhưng mà chỉ là do là cái muỗng đó không dành để ăn cái món đó thôi. Nhưng mà thật ra là đúng rồi, nhưng mà thật ra là khách lúc đó đang quá đông. Em thấy là bạn này là giống như là bị nguyên tắc quá đáng, đúng bị không? Bị nguyên tắc quá đáng. Nhưng mà làm ở khoảng chừng tầm tháng đi, 3-4 tuần gì đó thì em mới bắt đầu để ý. Em để ý là tại vì đó giờ em thích con gái mà mông bự. Nói chung là mong ai bạn nó cũng để ý hết đó chị. Nói chung là nhìn chưa có nhìn cái mặt, nhưng mà nhìn dạ, trước rồi. Tiên là nhìn cái vòng ba đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Nói như là sau đó là em chắc chắn là phải có tấn công đúng không? Dạ đúng rồi. Em chỉ là hỏi bạn này là nhà ở đâu, em qua em chở đi làm vậy thôi. Lần thứ hai là rủ đi uống nước. Ok xong cái cũng gần mình cũng lên rồi tương tất lắm. Xong tới giờ đi cái bạn nói bạn mất đi với bạn bạn à. Cái lúc đó là em đã bớt ghét bạn này chưa? Dạ có rồi. Thì lúc sau là cũng chứ số điện thoại rồi nhắn tin với em á qua Zalo không mà, chứ không có xài Facebook nhiều. Thì sau này em mới phát hiện ra là có bạn gái là giấu, còn giấu bạn gái trên Facebook á, cho nên là thành ra là cứ lấy Zalo nhắn tin. Là ông bắt cá hai tay. Dạ không, nhiều tay luôn. Trời ơi. Điểm đó là nói thiệt là chưa có chín chắn, hay kiểu đứng núi này trong núi nọ. Em quen với lại bạn gái trước của em là 6 năm. Nhưng mà giống như là quen nhau lâu quá cái chán. Với lại lúc đó cũng trẻ con lắm. Mình thấy đứng núi này trong núi nọ. Nhưng mà khi mà gặp cô này rồi là giải quyết hết mấy ngọn đồi đó rồi. Dạ, dứt điểm luôn. Lúc đó là support xong là em phải đi ra Hà Nội công tác. Em đi một tháng. Thì lúc đó bạn này bạn phát hiện là trước cái ngày đó. Dạ, có một người cũng đang cua em luôn. Thì cho nên là trước cái ngày em đi là hẹn đi chơi, ra là hỏi em luôn là có chịu quen hay không. Là nếu mà quen á thì duy trì là vẫn nhắn tin này nọ để tìm hiểu, còn nếu như mà không á thì là thôi luôn á. Em trả lời sao? Thì ngày hôm đó là em đồng ý quen, tại vì một tháng nữa là em không có gặp mặt gì hết á. Thì trong quá trình nó tìm hiểu thì cũng đâu mất mát gì đâu. Mình chỉ nhắn tin thôi, đâu có bỉ gì đâu. Rồi cái tình yêu của các bạn á, từ cái lúc mà yêu nghe cho đến lúc cưới thì nó có những cái biến cố gì xảy ra? Bắt đầu quen là đã có biến cố rồi, là nhà em lúc đó phá sản luôn. Em đi làm vậy đó, nhưng mà mẹ vẫn có làm lại kinh doanh lại. Thì mẹ mới kêu về nhà làm, nhưng mà lúc đó mới quen ông này xong thương quá, rồi cũng đâu có chịu về nhà phụ mẹ đâu, cứ ở Sài Gòn làm, nhưng mà có lương bao nhiêu thì xài bấy nhiêu chứ không dám xin tiền mẹ. Còn gia đình Huy thì sao? Gia đình em thì lúc trước thì gọi là nhà có điều kiện khá giả. Rồi ba mẹ ly dị xong cái cũng phá sản. Bắt đầu từ hết lớp 12 là phải tự đi làm. Như vậy là hai đứa yêu nhau trong một cái thời điểm cực kỳ khó khăn. Dạ đúng không? Rồi. Phải tự đi làm, tự có tiền để mà sống. Hồi đó rất là khó luôn, là đi ăn, ăn cơm vậy nữa. Phải lựa cái quán rồi rẻ nhất mà ăn. Tại vì rồi, bây giờ là rất là khó khăn. Bây giờ ngoài cái chuyện đó thì trước khi cưới còn cái biến cố gì nữa xíu ha? Dạ, trước khi cưới thì ông này ổng lại sanh tật. Xây nắng đúng không? Dạ đúng rồi. Nghĩa là hồi xưa là em làm ở quán bar, mấy anh chị ở trong cũng quý, kiểu như là mình vô mình không có chọc ghẹo ai hết. Tự nhiên đến lúc gần cưới thì mình mới bị xây nắng. Kiềm chế không được. Xây nắng ngang ngược vậy đó hả? Xây nắng ngang ngược. Xây nắng ngang ngược là do là gần cưới á, thường gần cưới thì ai cũng áp lực hết á. Tự nhiên cái em với vợ em gây lộn nhiều lắm. Xong rồi mình gặp một cái người khác mà người ta nói chuyện kiểu như ngọt ngào thì đó là lúc đó là mình dễ bị tác động đúng nhất rồi, đó thì rồi. Thành ra là mình bị say nắng. Làm sao em biết được điều đó? Tại vì cái giác quan của em nó rất là ghê. Thì cái ngày hôm đó ông này cũng đi làm mà em coi định vị á thì không được, tức là không có mạng. Thì em mới gọi luôn, nói đang ở ngoài cà phê, em nói ủa anh ở cà phê mà bây giờ anh không có 3G, không có wifi, anh chơi cái gì? Cái em nói để em nạp cạc cho anh đăng ký 3G cho em. Em mới gọi FaceTime liền, cái ngồi ở giữa cái quán cà phê mà lựa cái chỗ nắng thiệt nắng mà ngồi. Xong rồi cái em hỏi đâu cái bill nước của anh đâu, cái kêu anh không có bill. Cái hỏi cái ly nước của anh đâu, cái tự nhiên có một cái cánh tay thò vô bỏ cái ly nước lên cái bàn. Thì xong em cúp máy liền, em nói là không có cần cưới nữa, bên nhà em là không biết. Em chỉ gọi điện cho mẹ ông này, em nói là
Bây giờ Huy vậy á, rồi con không cưới nữa. Rồi không biết mẹ nói sao với mẹ Huy. Mẹ la, mẹ kêu ý là đó giờ chơi chưa đủ hả? Đã cưới là phải xác định. Hên là cũng chưa nói với mẹ vợ cho nên em năn nỉ. Mình xin lỗi một lần đó thôi, rồi mình chỉ làm thôi. Mấy cái đám cưới bắt đầu mình tự chủ động, mình tự làm, mình tự làm hết. Nói chung là mình sẽ thể hiện bằng mình, tự thể hiện để hết cho vợ thấy. Đúng rồi. Rồi bây giờ cưới được mấy năm rồi cưng? Dạ 1 năm 7 tháng. Cưới được bao lâu thì mới có con? Dạ rồi, vừa dạ. Lúc vừa đi tuần trăng mật là có. Là dính có bầu luôn. Rồi bây giờ bạn chồng có tật xấu gì không? Tật xấu của Huy hả? Thì chỉ là mấy cái không cẩn thận thôi, với lại trí nhớ không tốt, với thành ra ví dụ như đi đường thì không biết đường, mà em rất hay kêu là anh phải chủ động coi Google Maps hay gì đó để sau này chở con đi học hay là như thế nào đó, biết đường mà đi, thì lại không chịu chủ động mấy chuyện đó. Còn không cẩn thận, giống như là làm gì cũng làm đại cho xong vậy đó. Mà còn trách ngược lại em là do em nguyên tắc quá chứ không phải là do Huy không cẩn thận. Bây giờ em có con gái hay con trai? Dạ con trai. Con trai chắc là Huy chắc mê con lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Huy... mê con mà có mê vợ không? Dạ mê con với mê tạ chứ không có mê vợ. Mê tạ, Huy là tạ lắm. Thường xuyên là ở trong phòng tạ. Dạ đúng rồi. Ngày đâu, đâu được là thường xuyên làm, đâu. Không được. BT là thường xuyên luôn. Chỉ có bây giờ từ Tết tới giờ mới là phụ nhà kinh doanh là mới ở nhà. Mỗi lần mà em đi tập là hay kiếm chuyện lắm. Giống như là ghen với tạ vậy. Em đi dạy tự do đi. Tới cái giờ em phải đi rồi thì dạ em nói hôm nay mưa, ba mày cũng bỏ đi, bỏ mẹ con mình nói này nọ rồi nói này nói kia, cái thứ là mình phải ở nhà. Em nói là giờ em làm sao được, nhưng mà phải cho em 2 tiếng để em đi tập. Đó là bắt buộc phải cho em đi tập. Thì bây giờ cũng kiếm chuyện cũng nói để sao cho em nghỉ. Bây giờ mà có mắt làm cho nhà cũng phải đi tập. Sáng 5 giờ sáng thức dậy đi tập, mà cái giờ đó ví dụ như mà kêu dậy làm cái gì khác là đâu có dậy nổi, mà kêu đi tự động chủ động dậy đi tập biên, thì tả em. Mẹ không người, biết mê cái gì mà đó. Mê còn hơn mê gái luôn, nói thiệt luôn á. Cái đó là đam mê, cái này chị phải ngưng lại chị nói liền. Em đừng bắt chồng em bỏ cái đam mê đó nha. Tại vì em biết sao không? Dạ. Đến một lúc á, khi mà cái tuổi bắt đầu nó lớn rồi đó ha, mà chồng em mà không có thể thao á, em sẽ thấy rất là mệt mỏi. Cho nên với những người đàn ông mà có thói quen thể thao là cực kỳ đỡ cho mình. Thành ra là với những người chồng mà có cái một cái đam mê thể thao, em phải dúi cái đam mê đó, mốt đỡ đần ngược lại cho mình. Dạ. Rồi giờ tới Huy. Vợ em thì hay có cái tật là giống như là nóng tính lắm. Nóng một cái là xì ra trước mặt mọi người luôn. Là này em luôn. Em kềm mà nhiều chửi em nữa là bắt em phải mở miệng nói chuyện, không được kềm. Giữa chốn đông người. Giữa chốn đông người. Thế là em về nhà em cũng không nói chuyện hết, phải để cho qua ngày mai thì em mới nói. Hay là đang có hẹn với ai đó, dù như mình có hẹn là đi ăn, đi uống hay đi chơi hay đi sinh nhật hay đi gì đó quan trọng hay cũng không cần biết. Giận đùng đùng cái là anh đi tôi ở nhà. Rồi bây giờ cái mong muốn của em với vợ em là gì? Thì em chỉ mong muốn vợ em là ví dụ như có gây nhau á, hay là có bực mình quá chuyện gì đó thì để đó tối về hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Đúng rồi. Rồi còn em mong muốn Huy thay đổi điều gì? Dạ thì chỉ có cái việc tập tạ của Huy là em thấy nhiều lúc nó vô lý quá thôi. Bây giờ em mong muốn làm sao để và phân bổ như là bố trí cái thời gian tập tạ để cho nó vừa phải. Dạ đúng không? Cái phân bổ của Huy á là có, nhưng mà có những lúc mà giống như là không có thời gian để phân bổ cho việc đó thì vẫn dành cho việc đó. Bây giờ vậy nè, chị nói em nghe, tụi em hiện giờ nó đang là vậy nè, em phải nhớ em quen với người đàn ông này em đã qua quá nhiều những cái khó khăn, những cái gian khổ. Bây giờ trong mắt em người ta đang rất hoàn hảo, giờ chỉ còn có mỗi cái vụ mê tạ thôi. Để cho người ta mê thì em phải cho người ta một con đường người ta xả. Đúng rồi. Còn đúng em mà bích hết rồi là một ngày nào đó hả, trái banh mà nó bể một cái là coi như xong. Cho nên cái chuyện mà mình phải giữ sĩ diện cho chồng mình, trời ơi, mình yêu là mình phải giữ sĩ diện chứ mình không có được chà đạp, mình cũng không có được chứng tỏ cho mọi người thế là đó, bây giờ ông yêu tôi như vậy đó, tôi muốn làm gì tôi làm. Không, đừng bao giờ có cái suy nghĩ đó. Đương nhiên bởi vì em còn trẻ, em chưa có trải qua nhiều những cái kinh nghiệm cho nên là người đi trước, chị chỉ chia sẻ cho em cái kinh nghiệm đó thôi. Dạ. Hiện giờ em là 80% trong ảnh, phải giữ cái đó và giữ hơn như vậy bằng cách khác chứ không phải bằng cách mình đang làm. Dạ. Rồi xin cảm ơn hai em nha. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc như vậy mãi mãi nha. Dạ, rồi xin chào. Cảm ơn chị. Anh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, chị bị sổ mũi, thôi chị nằm kê lên tay em đi, cũng mong man có cơ hội rồi chị. Em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò khò, ngủ không quan tâm gì tới em luôn. Và đến khi nào mới thay đổi cách xưng hô? Dạ còn một quá trình dài nữa, tức là em thả thính bằng mọi cách luôn. Bạn này làm ở dưới line dưới xưởng, em cứ đu theo,
suốt ngày nói chuyện với bạn á, rồi bắt đầu nói với bạn là chị cũng thích đi chơi này nọ, chị thích đi phượt, mà thích đi phượt là thích đi phượt một mình hai đứa thôi, chị cũng thích đi chung với ai hết trơn á. Dạ, cái anh này ảnh cũng đớp tính, nhưng mà ảnh đớp mà vừa đớp vừa sợ nữa. Tại em mới chia tay người yêu mà em đi với chị thì để người ta dị nghị quá, xong nhưng mà kiểu là không kìm nén nổi á chị. Cái này vậy thôi, cuối tuần này mình đi Vũng Tàu đi chị. Rồi em đồng ý liền. Em nghe đi Vũng Tàu em đồng ý liền. Dạ dính rồi, đồng ý liền, bạn này cũng đồng ý liền. Cái em mới nói vậy thì em đặt phòng đi, đặt phòng là hai phòng nghe, hoặc là một phòng hai giường nghe. Không biết sao cố tình hay sao bạn này thuê một phòng thôi, một phòng một giường thôi. Dạ một phòng một giường. Nghĩ sao mà đặt hai giường? Em không biết nghĩ gì luôn, không biết cố tình hay không, là em nữa. Thì chỉ là gọi tới khách sạn đó, em nói là còn phòng không, thì nó chỗ đó nó còn một phòng thôi, một giường thôi, thì em lúc đó em cũng bình thường. Cái ra ngoài đó cái tối đó em chạy tới xe tới đó là cũng 11 giờ khuya rồi, cái buồn ngủ á, hai đứa đi dạo vòng vô ngủ, cái em lăn em ngủ em không làm gì nữa. Em cảm thấy khó chịu cái người á, ảnh nằm một đầu em nằm một đầu á, mà mình đã cố tình thả thính rồi mà anh này anh ngủ khò vậy đó, ảnh không có quan tâm gì tới em hết. Cái em mới giả bộ ha, em thịt vậy đó, cái em mới nói em ngồi dậy em nói chị bị sổ mũi, tại cái máy lạnh này làm chị sổ mũi, giả bộ thôi, anh này chắc giờ chưa biết đâu. Khi xong rồi ảnh mới nói vậy thôi em tắt máy lạnh ngay. Em nghĩ trong đầu chết rồi, tắt máy lạnh nóng chết làm sao ngủ được, thôi em bật lớn là không được, chị ngủ được đó, nói vậy đó. Không biết ổng nghĩ sao á, ổng nói thôi chị nằm kê lên tay em đi. Em bắt đầu em cũng mong men có cơ hội rồi chị, em lên nằm lên tay ổng liền, nằm lên tay ổng, mà cuối cùng 3 phút sau ổng ngủ khò, ổng không quan tâm và nói tiếp, ngủ không quan tâm gì tới em luôn, ngủ tới sáng luôn. Sáng tức lên cho bọn. Dạ sáng tự nhiên dạ, em cũng ôm hận em. Dạ em ôm hận. Rồi có thả thính tiếp nữa. Em thả thính tiếp, trời em đâu có bỏ cuộc đâu anh, em lì lắm. Sau đó em thôi thả thính tiếp. Sau đó đi đâu? Bắt đầu em rủ đi Đà Lạt tiếp. Rồi. Có đi Vũng Tàu không được thì đi Đà Lạt. Bắt đầu lên tới nơi cũng 4 giờ sáng. Em không có thả thính gì nữa rồi, tự nhiên là rớt thôi. Tự nhiên là bị vô lưới em luôn. Rồi công khai là anh em luôn. Xưng anh em luôn. Tài làm ở trong công ty. Rồi cô ấy là bạn gái mà cũng như là cũng lớn tuổi mình nữa. Dạ. Đó, vậy thì cô ấy có ghen? Dạ có, anh ghen dữ lắm. Em đừng người nào là em ghen rồi đó. Tại trong phòng cô ấy á là có tới 8 bạn là nữ. Ghen em người nào em cũng ghen hết, nhưng mà đặc biệt là có một ngày đó, tự nhiên ảnh đi cài Momo cho cái bạn nào đó, xong ảnh cứ đi theo cái bạn đó cả ngày luôn chị. Em thì phòng kế bên, làm việc phòng kế bên. Không biết cái ngày đó hai người ngồi kế bên nhau, cách nhau có một gang tay à. Cái em đi qua em mở cửa bất ngờ, anh này đâu biết đâu. Anh này giật mình, bé kia thì tự nhiên cười tủm tỉm vậy á. Cái xong em mới giận quá, em đóng cửa ầm, em đi qua phòng em, xong anh này anh thấy em giận vậy đó, anh chạy theo. Anh giải thích quá trời, em không chịu nghe. Cái xong ảnh tủi thân ảnh qua bên cái phòng kho ảnh khóc một mình vậy đó. Anh khóc và anh khóc tức quá, bị hiểu nhầm vậy. Tức là lúc đó sếp đi ra ngoài rồi thì em ngồi thì em coi phim đâu đấy gì xung quanh đâu, nhỏ này nó ngồi lúc kế mình lúc nào đâu hay. Cái thì nghe tiếng mở cửa, cái em tưởng là sếp, em giật mình, em quay qua em nhìn cái mặt hốt hoảng là sếp vô á. Thì bả lại tưởng tưởng đâu là có cái gì đó mờ ám nên sợ. Cái em giải thích vậy mà không chịu nghe. Rồi đi ra chỗ đó khóc, về nhà kho đó khóc. Dạ. Khóc xong rồi em có xuống em thấy tội nghiệp không? Em cái tính em, cái tính em lì lắm, em không thèm quan tâm khóc hay gì, em không quan tâm luôn. Em đi bộ về tới nhà, gần tới nhà xong ổng gọi điện 3-4 cuộc em không bắt máy. Cái cuộc thứ tư em bắt máy thì em mới nói vậy nè, thôi ngồi đó với cái con nhỏ đó luôn đi, cái gọi điện làm gì. Mình đang lúc đó đang tức nữa, đang biết cái nhầm mà còn nói vậy đó. Ức chế lắm mà không biết bộc lộ là sao, cái cuối cùng là tình khóc luôn. Khóc tiếp nữa. Khóc tiếp. Dạ. Khóc từ 4 giờ chiều tới 10 giờ đêm chứ không phải là khóc bao nhiêu đó đâu. Khóc một mình thì thôi hả Tài? Khóc một mình. Dạ. Có nghĩa là gọi trong điện thoại là dạ, nước nở. Gọi trong điện thoại là cứ khóc nước nở, cứ nớt vậy đó. Xong em thấy tiếc kỳ luôn, cuối cùng là ông nói vậy nè. Ủa vậy chứ em ghen mà em không biết anh cũng ghen em hả? Ghen gì? Dạ có cái anh sếp ở ngoài Hà Nội vô công tác. Thì cái bình thường xe của vợ em thì rất là kỹ, không cho ai mượn đi chân á. Cái tự nhiên cái cho cái anh đó đi, còn nói tốt nhà anh đó, nói chuyện dễ thương, nói chuyện hiền này nọ rồi. Cái em thấy cũng tức lúc đó, kiểu như mình không có lý do gì hết, mình lấy cái lý do đó để mình ghen lại cho bà biết là bị oan ức nó khó chịu sao đó. Sao bà mới hiểu ra hay gì đó. Không có cái gì cả, nhưng đúng rồi. Cái cớ này để cho con hiểu được cái tâm lý của cái người mà bị oan. Dạ, đó đúng không? Đó. Rồi nhưng mà như vậy là quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ tụi em quen khoảng được gần 1 năm 11 tháng là tụi em cưới. Bây giờ cưới nhau được bao lâu rồi? Em cưới được 5 tháng rồi đó. Năm quá son luôn. Thì đó thì bởi vậy bây giờ về cái tật xấu làm sao lòi ra. Xấu của vợ em là mỗi lần vô bếp á, là lúc đầu là hai đứa khó khăn là em là người miền Nam còn vợ là miền Trung thì
hai bên ăn uống không có giống nhau á. Thì vợ mới nói là em không biết em nấu khẩu vị miền Trung cha mẹ có ăn được không. Cái nó để anh bày cho, mà mỗi lần vô bếp là bà muốn làm theo ý của bà à. Mỗi lần mà em có góp ý, em có nấu vậy 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 nè, bà bắt đầu khó chịu nha, bắt đầu giận. Mỗi lần mà bà vô bếp em áp lực lắm. Em cảm thấy là dướng lắm. Tự nhiên em đang rửa chén mà ảnh cũng thò tay vô rửa chén, tức là muốn phụ nhưng mà tự nhiên ảnh vô phụ thì em lại phải đứng ra một bên. Thì cái thời gian nó cũng vậy thôi, thà em làm cho rồi. Rồi nấu ăn á thì em nấu theo kiểu miền Trung thì em thấy ăn cũng được, em thấy tự em nấu ăn cũng ngon đó. Mà biết sao anh cứ góp ý là bỏ cái này trước này, bỏ cái này trước này, bỏ cái này sau này. Cái em ức chế của em nói, ừ vậy anh nấu luôn đi, em khỏi nấu. Cái đó là cứng đầu. Em cứng đầu, em cực kỳ cứng đầu. Sao cứng đầu, cái gì nữa? Thật xấu là chắc là chỉ có là cứng đầu thôi. Em lạnh lùng nữa, chắc ảnh quên đó chứ em lạnh lùng lắm. Với lại bảo thủ gì á. Hai chồng có khi nào cãi vã nhau mà giận hờn không? Cãi là nhiều lắm anh ơi. Cái lần cãi nhau mà ghê nhất là sau đám cưới. Tức là sau cái ngày đám cưới bọn em không có tân hôn luôn á. Khi mà nói là cái quà cưới đó, cái quà cưới thì mình bán xong rồi mình để chuyển tài khoản. Thì ảnh mới nói là ảnh đăng ký cái tài khoản tên anh. Nhưng mà em thì lại không đồng ý, là bởi vì em muốn là tài khoản là phải tên hai vợ chồng. Để sau này nếu mà có biến cố anh có đi theo người khác á, thì em cũng có cái phần trả vậy luôn. Em ngày nào em cũng nói hết á. Dạ. Thì em tính trước mà. Cái xong ảnh mới nói vậy nè, em không tin tưởng anh hả? Thế rồi ổng cứ buồn rầu. Em nói là cái đó là em chỉ nghĩ cho hai đứa thôi, chứ không phải là em muốn dành cho ai hết. Thì cũng biết bây giờ ảnh đã hiểu cái vấn đề đó chưa nữa. Rồi bây giờ tới em kể tật xấu. Bây giờ em kể tật xấu của chồng đi. Tật xấu của chồng em hả chị? Cái đầu tiên á, là đi vệ sinh rất là lâu. Tắm á, thì rất là nhanh, tắm 3 phút mà đi vệ sinh 30 phút. Rồi mỗi lần đi vệ sinh là giống như em, ví dụ như là bây giờ anh đi làm tăng ca ha. Bắt đầu từ 6 giờ sáng tới 8 giờ tối thì người ta mới hết ca. Thì 8 rưỡi anh mới về. Anh đi vệ sinh thêm nửa tiếng hồ nữa là coi như cái ngày đó em không gặp mặt anh luôn. Anh vô vệ sinh là cháu cầm theo cái điện thoại. Đúng, anh cầm theo cái điện thoại. Mà coi Marvel thuộc lâu từng đoạn luôn. Bây giờ anh nói đoạn nào đi, đọc lại đoạn đó y chang luôn. Em thích xem phim, còn vợ em thì chích thêm là bạn muốn ăn hò vợ chồng son. Không lẽ giờ hai đứa mà cầm hai điện thoại gì kỳ quá, em mới qua em ôm coi chung. Từ từ thích rồi mới rủ em để đăng ký tham gia chương trình. Rồi bây giờ tiếp tục khui tật xấu đi em. Ảnh còn cái tật là hồi trước mới chưa có cưới á, thì ảnh nói vậy nè. À, cưới về là mình có con xong ha, cả vợ cả chồng cả con mình đi tập thể dục cho khỏe vậy đó. Cái bắt đầu cưới về ngày đầu tiên kêu đi tập thể dục thì anh mệt quá. Một ngày đầu tiên em thấy mệt quá cho nghỉ. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư vậy y chang luôn. Ngày nào anh cũng mệt quá, anh cũng có làm gì hết trơn. Bây giờ cái bụng anh chà bá vậy đó. anh không tập gì hết trơn. Rồi mong muốn thay đổi gì luôn không? Em thì em mong muốn là chồng em ngủ sớm này, tập thể dục để bảo vệ sức khỏe, bởi vì anh cũng nhiều bệnh á. Bớt coi Marvel lại, bởi vì thuộc lầu rồi thì coi gì nữa. Còn em? Dạ em thì em mong muốn vợ là biết quan tâm hơn, sống tình cảm hơn, bớt lạnh lùng đi, bớt khó chịu đi. Đó, em chỉ muốn vậy thôi. Thực ra bây giờ tụi em đang là cái thời gian vàng để mà tìm hiểu nhau, để mà cọ sát những cái tính cách với nhau, cùng nhau để mà sửa đổi làm sao để mà cho hai đứa trở nên hòa hợp. Sau đó là còn phải đón em bé thành viên mới trong gia đình.